Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 11 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo thì sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô hạc vĩ ạ. Cái lô hạc vĩ cô chú anh chị có thể thấy là thân dài mướt và rất là đẹp, hiện tại thì đang gần như là xuống lá hoàn toàn hết rồi. Đó. Cô chú anh chị mình có thể ghép cái thời điểm bây giờ để xuân mình có những cái suối hoa hạc vĩ thật là đẹp để ngắm ạ. Hạc vĩ em bán với giá chỉ 120.000 cho 1 kg thôi, hàng rất là dài và đẹp luôn ạ. Còn bên này là hoàng thảo long nhãn lẫn với cả hoàng thảo Henry. Hàng cây rất là xanh và cũng đã thắt hết ngọn. Với dòng này thì khi mà sổ hoa sẽ với những cái bông hoa vàng đậm đà và cánh sáp bóng rất là đẹp luôn. Hoàng thảo Henry với cả hoàng thảo long nhãn lẫn hoàng thảo long nhãn em bán với giá là 80.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là dòng lan đùi gà của vùng Tây Bắc, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cho em là hàng lô hàng quá là đẹp luôn. Hàng đã cắt tỉa khá là kỹ rồi cô chú anh chị nhé. Và những cái thân còn lại ở đây thì gần như là những cái thân đều có thể cho hoa. Em bán 190.000 cho 1 kg. Tiếp theo này đây là hoàng thảo ngũ tinh hay là hoàng thảo u lồi, lên mầm gốc chi chít luôn. Mà hàng thì đã xuống hết lá và thậm chí là có những cây đang bắt đầu là chồi những cái mắt nụ ra rồi. Dòng này sẽ hoa nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Hoa siêu đẹp và siêu bền luôn. So với trúc Phật Bà thì cái dòng này hoa của nó kiểu giống như vậy, nhưng mà cái độ rực rỡ bông hoa sẽ còn to hơn và đẹp hơn trúc Phật Bà. Em bán là 200.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp theo bên này đây là hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng thảo hoàng lạp với những giả hành căng bóng và rất là khỏe luôn ạ. Đó. Hoàng thảo hoàng lạp với giá là 120.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây là em có dòng lan đây nhỉ. Cái dòng lan hoàng phi hạc nhé. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là những cái thân hàng hiện tại đang bắt đầu xuống lá rồi. Thân bóng và rất là khỏe luôn như thế này. Hứa hẹn một mùa hoa xuân rực rỡ. Với giá là 120.000 cho 1 kg ngày hôm nay. Hoàng thảo đơn cam, một cái dòng lan được những người chơi lan coi là những cái dòng lan quý và đáng sưu tầm. Hoàng thảo đơn cam thì cũng vậy, hiện tại thì một số cây là đã sưng mắt nụ rất là rõ rồi. Đây cô chú anh chị nhìn này, ví dụ như cây này. Đó, đã chồi những cái hẳn, gần như chồi hẳn cái mắt nụ ra bên ngoài rồi cơ. Cái đơn cam này thì em bán với giá là 560.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị nào lấy từ 0, em sẽ bán từ 0,2 kg trở đi ạ. Dòng đơn cam này thì nó không phải như những cái dòng thân thòng khác, tức là cây nó sẽ ngắn, chỉ còn khoảng 1-2 đốt ngón tay thôi là nó cũng đã thoải mái cho hoa rồi cô chú anh chị nhé. Nhìn cây thân ngắn thôi nhưng mà bông hoa của nó khi mà sổ với màu sắc cam lửa, bông hoa to, lưỡi vi mạch, cánh bóng, sáp bóng rất là tuyệt vời luôn ạ. 560.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị lấy từ 0,2 kg, chỉ hơn 100.000 xíu thôi. Cũng có những cái giò đơn cam rất là đẹp để cô chú anh chị mình ngắm rồi nhé. Tiếp theo bên này đây là dòng lan hoàng thảo ý ngọc. Hoa rất là sai luôn. Kiểu dáng hoa sẽ giống với cả hoàng thảo kèn cô chú anh chị nhé. Nhưng tuy nhiên thì cái sắc hoa của nó sẽ là màu trắng, họng tím hồng ạ. Hoàng thảo ý ngọc này em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Còn bên này đây là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn, không quá dài và cũng không quá ngắn. Những cái mắt nụ, một số cây là những cái mắt nụ đã bắt đầu là sưng rồi. Kiều tím này em bán với giá là 280.000 cho 1 kg ạ. Bên này đây là dòng dáng hương tam bảo sắc, dòng hàng vùng Tây Bắc nhé cô chú anh chị. Hàng vùng Tây Bắc ạ, nên là sẽ rất là dễ thuần dễ chăm. Với sắc hoa, màu sắc hoa cũng được nhiều cô chú anh chị chơi lan ưa thích ạ. Hàng dáng hương tam bảo sắc thì với bản thân em thì gần như trong các cái loại chơi lan thì có lẽ em thích cái mùi hương của dòng dáng hương tam bảo sắc này nhất. Bởi vì cái mùi hương thơm của nó rất là quyến rũ ạ. Với giá em bán chỉ 120.000 cho 1 kg thôi. Kiều vuông cánh trắng, hàng hôm nay nó ít thân lá cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay ít thân lá nên em sẽ thanh lý với giá là 160.000 cho 1 kg.
Và thực ra thì cái hàng ít thân lá, ít lá như vậy không có nghĩa là nó không có thể làm giống, cũng không có thể cho hoa. Cô chú anh chị có thể lên xem những cái giò kiều vuông cánh trắng khi nó nở hoa ấy, gần như là rất là ít lá, rất là ít lá luôn cô chú anh chị này. Những cái giả hành như vậy nó vẫn sẽ cho hoa bình thường nhá. Kiều vuông cánh trắng em bán 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Giá của nó bình thường là từ 220 cho đến 250. Thì hôm nay hàng em thanh lý chỉ 160.000 nhá. Còn hoàng thảo vẩy rồng, hoàng thảo vẩy rồng hàng hôm nay thì nó cũng ít lá hơn ạ. Nên là hoàng thảo vẩy rồng hôm nay em sẽ chỉ bán với giá là 90.000 cho 1 kg. Dòng này có sức sống rất là mãnh liệt luôn. Rồi tiếp theo bên này đây là em có dòng long tu xuân. Cái hàng này thì hàng ngắn nên là rất là thích hợp để cô chú anh chị nào muốn lấy về làm giống ạ. Long tu xuân em bán hàng ngắn này với giá là, cái hàng này em sẽ bán hàng giống với giá là 170.000 cho 1 kg nhé. Cái hàng này sẽ rất là dôi luôn cho cô chú anh chị nào, thích hợp cho cô chú anh chị nào vào vườn đấy, để được nhiều giò đẹp ạ. Còn bên này là cái hàng dài này, hàng dài hơn. Đó, long tu xuân hàng dài hơn đây. Cái hàng dài hơn này thì em sẽ bán với giá là 200.000 cho 1 kg nhé. Và đây là thạch hộc tía. Thạch hộc tía thì hiện tại nhà em còn có hai phần như thế này thôi này. Mỗi một phần như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò to huỳnh luôn. Hàng thắt hết ngọn rồi. Có những cái cây thân tím ngắt luôn. Một cái dòng lan và một vị thuốc rất là quý giá luôn. Em bán một phần như vậy với giá là 100.000 nhá, 100.000 cho một phần thạch hộc tía này. Rồi tiếp theo bên này đây là cái dòng lan hồ điệp để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ. Và mỗi một cây hồ điệp như thế này thì hiện tại thì nó đang nụ nhá, và độ bền của nó là sẽ trên 2 tháng. Một số cây là một dạo nữa là sẽ nở hoa. Tuy nhiên thì cái độ bền của nó là sẽ trên 2 tháng. Một số cây thì ngồng thấp hơn. Đây một số loại màu sắc thì thầm ngồng thấp hơn. Một số màu sắc thì ngồng sẽ cao hơn. Tùy từng màu sắc ạ. Tuy nhiên thì cái hàng này một dạo nữa thì kể cả ngồng cao thì hay là ngồng thấp thì một dạo nữa nó mới nở hoa nhé. Nên là với độ bền trên 2 tháng thì cô chú anh chị mình thoải mái chơi hoa. Và ở đây thì em có những cái màu sắc như sau. Thứ nhất là màu trắng lưỡi đỏ ạ. Thứ hai là màu màu đỏ rực rỡ như thế này. Tím hồng rất là đẹp như vậy này. Và cái màu thứ ba đó là màu xanh táo lưỡi đỏ, xanh táo lưỡi đỏ. Nói chung là màu nào thì cũng đều rất là tuyệt vời nhá. Này cô chú anh chị nhìn cây, đây là cây xanh táo này, lá tròn xoe rất là đẹp luôn ạ. Và mỗi một cây đều hai ngồng nụ nhá. Còn những cây mà có ngồng cao này này, tất cả đều là hai ngồng nụ. Ngắm ngồng không đã thích rồi, còn chưa đến nói đến ngắm hoa. Mỗi một cây hai ngồng nhụ nụ như thế này thì em sẽ bán chỉ với giá là 70.000 cho một cây thôi. Và cô chú anh chị nào lấy từ hai cây em sẽ để với giá là lấy từ 5 cây chứ. Lấy từ 5 cây em sẽ để với giá là 65.000 cho một cây nhá. Và em dám khẳng định rằng khi mà đến Tết ấy, dạo nữa mà đến Tết thì những cái cây mà chỉ một ngồng hoa thôi, giá của nó đã không rơi dưới 150.000 rồi. Đấy, thì những cái cây mà hai ngồng hoa như thế này thì giá của nó chắc chắn là sẽ rất là đắt đỏ luôn. Đấy cô chú anh chị lấy bây giờ thì cái giá của nó chưa bằng một nửa của những cái cây sau này cô chú anh chị mua Tết ạ. Đó. Xin nhắc lại giá chỉ 70.000 cho một cây và hai ngồng hoa và lấy từ 5 cây giá sẽ chỉ còn lại là 65.000 cho một cây nhá. Rồi tiếp theo sang bên này là em có những cái cây đai châu hàng chậu nhựa cực xinh luôn, phải nói như vậy. Mỗi một cây chậu nhựa này nó rơi từ 3 cặp lá rưỡi, 4 cặp lá trở lên. Và mỗi một cây thì có cây một nụ, có cây là hai nụ để cô chú anh chị chơi hoa Tết hết rồi. Và gần như là không có lỗi lá, có lỗi thì cũng rất là nhẹ luôn. Như cây này đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Cái hàng châu này phải nói em cực là ưng ý luôn, rất là đẹp ạ. Như cây này là một nụ à? Nụ hay hai nụ nhỉ? Như cây này thì hiện tại đang nhú một nụ, hai nụ gì đó. Cây này cũng vậy này. Nói chung là gần như là nó đang nhú nụ hết rồi, như cây này hai nụ này. Có thể có những cây nó vẫn có thể nhú hai nụ. Đa số là hai nụ nhưng mà có thể một nụ hiện tại là nó vẫn chưa nhú. Đây ạ. Cây rất là đẹp luôn nhá. Và ở đây thì em bán mỗi một cây như vậy với giá là 140.000 cho một chậu. Và em có những cái màu đó là màu hồng chấm này, màu hồng chấm nhá, màu tím đốm ạ. Và cái màu màu đó là màu trắng đốm. Đó, có 3 màu sắc như thế này để cô chú anh chị mình lựa chọn. Hàng này thì ngắm lá không đã mê rồi, rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, có 140.000 cho một chậu thôi. Và bên này đây là dòng lan cát lai A, dòng lan cát một lá, dòng hàng cát hoa đại nhá, mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đây ạ. Và một chậu như thế này thì rất là nhiều giả hành. Hàng này thì dễ thuần dễ chăm lắm luôn. Kể cả cô chú anh chị chưa một lần chơi lan thì trồng cũng không bao giờ, gần như là không có chết đâu. Cái dòng lan cát lai A này thì hoa vừa to đẹp và vừa thơm nhá.
mà dễ trồng dễ chăm. Dòng cát này thì em bán với giá là 110.000 cho một chậu. 110.000 cho một chậu ạ. Và hàng này thì mặt hoa sổ số. Nhưng em đảm bảo rằng cô chú anh chị lấy phải cái mặt hoa nào thì cũng sẽ đều không thất vọng, bởi vì cái dòng cát này thì mặt nào nó cũng đều rất là đẹp ạ. Đấy, mỗi một cây thì cũng rất là nhiều giá hành nhá. Và bên này đây là dòng lan cát mini. Cát mini, cát này sẽ siêng hoa, gần như là nó sẽ cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhá. Với những cái cây cát cánh hoa tím hồng pha lẫn với cái màu vàng rất là xinh và rất là yêu, thơm ngào ngạt luôn cô chú anh chị ạ. Và một chậu như thế này này, nó có thể là đang hoa và cũng có thể là đang nụ. Có cây thì nó đang hoa vừa nụ này, như cây này này. Vừa hoa mà vừa có nụ luôn, bởi vì là trong một chậu nó có rất là nhiều những cái giả hành. Nên là những cái giả hành này ra hoa rồi, cái hạt giả hành mới thì đang mọc lên như thế này. Có những cái giả hành thì đang nụ như vậy này. Gần như là nó sẽ cho hoa mình quanh năm đấy cô chú anh chị ạ. Hoa rất là xinh mà lại rất là thơm luôn. Cái chậu rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 150.000 cho một chậu cô chú anh chị mình sẽ sở hữu cái giò lan cát mini. Dòng lan cát một lá mà mình sẽ được gần như thưởng thức hoa quanh năm luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Và bên này đây là những cái cốc đen đô xuân nhé của chú anh chị. Những cốc đen đô xuân thường là sẽ có một cây dài với cả hai cây ngắn kèm theo, thường là như vậy. Và một cốc đen đô xuân như vậy thì em thường bán là 100.000. Tuy nhiên hàng hôm nay thì nó vẫn bằng đầy thân nhưng nó ngắn hơn một xíu, nên là em sẽ để với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi. 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Em dám khẳng định rằng cái hàng này thì năm nay hàng nó nhập rất là khó cô chú anh chị ạ. Là cái giá được cái giá này thì em nghĩ là gần như cái giá này là rẻ bằng cái giá mà bán buôn luôn nhé cô chú anh chị. Và cô chú anh chị ghép cho mình hai chậu như thế này thì cũng có một cái giò đen đô xuân rất là đẹp để cô chú anh chị mình ngắm hoa Tết rồi nhá. Có 90.000 cho một chậu thôi. Còn bên này là em có dòng giả hạc Di Linh Xuân. Giả hạc Di Linh Xuân với những cái thân nụ ú ụ luôn cô chú anh chị này. Dòng lan giả hạc hoa sẽ nở đúng vào thời điểm Tết đi ạ. Một chậu có thể có một thân hoặc là hai thân. Đấy, chậu một thân thì nó sẽ dài trên 15 cm, còn chậu hai thân thì nó có thể ngắn hơn 15 cm một xíu. Em bán với giá chỉ 80.000 cho một chậu thôi. Đó, 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì em có những cái giò giả hạc Pháp. Những cái giò giả hạc Pháp này để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết nhé. Dạ, những cái giò giả hạc Pháp này thì em có giò này, em gọi là đây là giò số 1 đi. Giò số 1 này có 5 thân này. Với những cây mẹ mập rất là mập khỏe, được ươm ki từ cây mẹ nhá, sẽ rất là chuẩn giống luôn. Cây mẹ rất là mập khỏe nên chắc chắn là cây con cũng vậy. Hàng này cô chú anh chị chơi hoa Tết xong rồi để làm giống cho năm sau thì thoải mái với nhân giống luôn ạ. Em bán giò này với giá là 150.000. Bình thường em bán 180.000 ạ. Hàng hôm nay nó sẽ ngắn hơn, ít thân hơn một xíu nên em sẽ chỉ để giá 150.000 thôi. 150.000 nhá cô chú anh chị. Giò thứ hai cũng 150.000 có 4 thân. Và giò số 3 thì có 5 thân ngắn dài cũng 150.000 ạ. Và bên này đây là củ ly thơm nhá cô chú anh chị. Củ ly thơm, ly cao ạ, không phải ly lùn mà đây là dòng ly cao. Ly cao và ly thơm nhá. Và cái dòng ly này thì đây là thời điểm để cô chú anh chị có thể trồng cho mình những cái chậu ly, hoa ly rực rỡ để ngắm hoa Tết đấy ạ. Hiện tại thì đang chuẩn bị chồi lên hết như vậy rồi. Cái dòng ly cao này thì em sẽ bán với giá là 12.000 một củ, 120.000 cho một chục nhá. Đây các em có hai cái màu sắc đẹp nhất, đó chính là màu đỏ và màu hồng nhá, là hai cái màu sắc rực rỡ nhất vào những cái ngày Tết ạ. Là hai màu đẹp nhất ạ. 120.000 cho một chục và 12.000 cho một củ ly. Còn bên này là em có dòng Vanda. Vanda này thì hiện tại là hàng này là không có nụ cô chú anh chị nhá. Những cái cây rất là cao, rất là đẹp luôn. Mỗi tội là nó không có nụ luôn, nên là em sẽ bán với giá chỉ 120.000 cho một chậu Vanda này thôi. Đấy, về cái hàng này thì hoa của nó rất là bền và bông hoa to ạ. Còn bên này là sẽ là những cái cây lan, hàng nhập ở bên Thái, hoa giống với cả hoàng phi hạc. Tuy nhiên thì em không biết tên, hàng xuống lá thắt ngọn rồi. Chậu sẽ có từ 5 thân trở lên và với giá em bán 130.000. Rồi tiếp theo sang bên này đây sẽ là hôm nay em sẽ có một số hàng đai châu và một số cái hàng thuần em chia ra em bán theo hình. Riêng đai châu thì hôm nay em sẽ bán xả với cái giá rất là rẻ luôn. Trước tiên là em có một cái chậu hình số 1 là một cái chậu trầm rồng đỏ duy nhất ạ. Hàng đang bắt đầu xuống lá để chờ hoa Tết rồi. Cái chậu trầm rồng đỏ này có tất cả là 4 thân ngắn, 3 thân ngắn dài nhá. Đây này. Một thân rất là to với hai cái thân ngắn hơn. Cái chậu này em bán với giá là 400.000 ạ. Hàng này thì bây giờ nó rụng lá nên cô chú anh chị không nhìn thấy đẹp mã.
Mà bình thường cái hàng trầm rồng đỏ là người ta thường bán đến cái giá là 300 nghìn cho một thân đấy ạ. Rụng lá nên không nhìn không đẹp mã thôi. Mà khi mà nhưng mà lại vận chuyển thì lại rất là đảm bảo luôn. Còn bên này là những cái giò hoàng thảo vôi bắc ạ. Hàng này thì để cô chú anh chị mình ngắm hoa xuân cũng như là để làm giống nhá. Đây là dòng vôi bắc, và vôi bắc so với cả vôi lào thì cái dòng vôi bắc hoa nó sẽ tím lịm luôn, rất là đẹp ạ. Đây. Đây nhá, đây là cái mặt hoa của vôi mà nở thực tế tại vườn nhà em đây ạ. Hoa nó sai cái sắc tím hồng đậm rất là đẹp như thế này. Và em có cái giò vôi bắc. Cái giò vôi bắc hình số 2. Ở một số cây thì đã rụng lá nên cô chú anh chị nhìn không thấy đẹp mã đúng không ạ? Nhưng mà đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị nên lấy để chơi hoa cũng như là ghép nhá. Cái hình này em bán với giá là 160.000 cho hình số 2. Hình số 3 với giá 150.000 ạ. Và hình số 4 với giá cũng chỉ 150.000 thôi. Hình số 5 140.000 thôi này. Và hình số 6 là 150.000 ạ. Hình số 7 là 150.000. Hình số 8 thì với giá là 150.000. Nói chung là nó khá là nhiều thân, nó chỉ hơi ngắn thôi. Nhưng cái hàng này về cô chú anh chị chơi hoa xuân xong rồi thì là để chăm đến mùa sau nó sẽ rất là mướt đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 9 với giá cũng 150.000. Hình số 10. Hình số 10 với giá em bán là 160.000 ạ. Và sang bên này sẽ là hình đai châu nhá. Một cái cây đai châu rất là to khủng luôn, đang nhú nụ rồi. Rất là to luôn nhé cô chú anh chị. Đây ạ, đang nhú nụ. Nói chung là những cái cây này to như vậy, cây này thì chắc phải tầm 2 3 nụ rồi nhỉ. Đây, em thấy 3 nụ rồi đây này. Trên này không biết là còn có nụ nữa không. Có, vẫn có nhá. Cây này lên đến 3 4 nụ luôn đấy ạ. Đó, cây này nó nở hoa thì quá mê luôn. Cây đai châu to đùng này em bán với giá chỉ 240.000 thôi nhá. Nó có lỗi lá nhá, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Có lỗi lá này, nó bị cắt cái lá, hai cái lá ở dưới này này, thấy chưa? Đó. Và tiếp theo là hình số 12 là cũng là hai cây châu to. Cả hai cây này thì cũng đều đang có nụ luôn này cô chú anh chị, một cái cây này nụ to đùng luôn. Cây số 2 này, đấy, hai cây đẹp nhá. Hai cây này em bán 330.000 ạ. Người tiếp theo là hình số 13, cũng là một cây châu rất là to luôn. Cây châu vừa to mà cái bản lá cũng rất là to nữa nhá. Đây một nụ to, một nụ thò ra to đùng luôn này, hai nụ này. Ba nụ này cô chú anh chị này. Trên này không biết còn nụ nữa không? Hiện tại là đang thấy ba nụ nhá. Cái bản lá to, cây rất là khủng luôn nhá. Nó có lỗi lá, một cái lá ở đây này. Nói chung là nó cũng không có làm sao cả lắm á. Hình này em bán với giá là 310.000. Rồi tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này em có ba cây châu ạ. Đây này. Ba cây châu như vậy em chỉ bán với giá là 230.000 thôi, tức là mỗi cây có rơi vào 100 mốt ạ. Tiếp theo hình số 5. Hình số 5 này cũng ba cây nhá. Này. Một này, đang nụ này cô chú anh chị này, nhìn thấy hẳn nụ rõ luôn này. Hai này. Ba này, ba cây này với giá trị 240.000. Tiếp theo hình số 16. Hình số 16 này em có hai cây đai châu cũng đang nhú nụ hết rồi đấy. Đây này, cô chú anh chị này, cây này đang hai nụ sinh này. Trên này còn lá nụ không? Không. À, cây số 1 này. Cây số 2 này, cây số 2 này cắt một lá ở đây này. Và hai cái cây này em bán với giá chỉ 220.000 thôi cho hình số 6 ạ. Và hình số 7. Hình số 7 có 3 cây nhá, với giá 250.000, 3 cây này nhìn rất là yêu luôn. Này, 1 này, nụ này. 2 này. Cây này có nụ chưa? Cây này hình như cũng nụ rồi. Cây số 3 này. Đó, 3 cây trông như vậy với giá 250.000 nhá. Tiếp theo là hình số 18. Là hai cây trâu bản lá dày cộp luôn, to đùng và dày cộp luôn ạ. Gần như là trâu mít luôn. Cây 1 này, cây 2 này. Hai cây này em bán 230.000 thôi, quá rẻ luôn. Tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này em có một cây này. Một cây to nhá, hai cây to ạ. Hai cây tạp cặp, hai cây to này chỉ với giá 280.000 thôi nhá cô chú anh chị. Mỗi một cây to đùng như vậy. Cô chú anh chị mình chơi hoa Tết luôn, đẹp, nụ hai nụ luôn rồi. Đấy, cây dưới này chắc cũng một hai nụ gì đó. 280.000 thôi. Tiếp theo là hình số 20. Là hình số 20 này có 3 cây nhá. 1 này, 2 này, 3 cây. 3 cây hình số 20 này tròn 300.000 thôi, 3 cây to đùng luôn. Và tiếp theo là hình số 21 ạ. Nụ này cô chú anh chị này. 2 cây ạ. 2 cây ở hình 21 này với giá chỉ 200.000. 200.000 cô chú anh chị được hai cây châu sinh như vậy nhá. Tiếp theo hình số 22 với giá em bán là 5 cây luôn ạ. 5 cây chỉ 180.000 thôi. 1 này, 2 này, đây. Cây 1 này, cây số 2 này.
Cây này thì bị cắt một cái lá ở đây này. Cây số 3 này, cây số 4 này và cây số 5. Có 5 cây như vậy chỉ 180.000 ạ. Tiếp theo là hình số 23, là một cây châu mít ạ. Một cây châu mít bản lá xếp đứng rất là đẹp luôn này. Cây này thì bị vỡ lá ở đây một tí xíu thôi, nhưng mình không phải bị cắt lá gì cả đâu cô chú anh chị nhá. Hình 23 này em bán với giá là 200.000 cho cây này ạ. Cho cây châu mít này ạ. Rồi tiếp theo là hình số 24, cũng là một cây to, bản lá to khủng luôn, nhưng mà lỗi lá và hàng đang rất nhiều nụ rồi đây ạ. 2-3 nụ rồi đây này cô chú anh chị này. Cũng là một cây to đùng luôn nhá. Một cây to đùng ở hình này em bán với giá là 200.000 ạ. Và bên này là em có hình số 25, là hai bảng phi điệp 5 cánh ám họng hồng nhá. 5 cánh ám mắt đỏ ạ, không phải 5 cánh ám họng hồng, 5 cánh ám mắt đỏ ạ. Em bán hình này với giá 180.000. Hình tiếp theo là hình số 26, em bán 130.000, giò này lên đến 3 thân luôn. 3 thân luôn, cô chú anh chị sẽ sở hữu một cái mặt hoa điệp tím cánh ám mắt đỏ rất là tuyệt vời nhá. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều, đây. Em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nhé cô chú anh chị, em có hồng nguyễn ạ. Hồng nguyễn thì em bán với giá là 25.000 cho một lọ này, 50.000 cho một cặp ạ. Keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón NPK dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây là phân bón thông minh ạ. Với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá NPK cũng dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây. 30.000 cho một lọ. Và cái cắt tan đặc trị thối nhũn của Thái với giá là 35.000 cho một lọ. Đả sen 20.000 cho một ống ạ. Và Chisodema phân bón vi sinh kháng nấm cực hữu hiệu với giá là 20.000 cho một gói thôi. Và kim kim bum cũng là dòng đặc trị thối nhũn ạ, mà nhà vườn rất là sử dụng luôn. Cái gói này em bán 25.000. Và cái cuộn dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất tiện dụng luôn. Còn lõi nhôm nhá, nên là khi cô chú anh chị mình ghép ấy, chỉ cần cắt và vặn thôi. Rất là tiện dụng luôn ạ. Em bán 35.000 cho cái cuộn dây này. Và ở đây em có cái hộp phân bón dạng túi lọc. Nó cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển, tức là từ nhỏ đến trưởng thành luôn. Và nó còn kích thích da rễ cực mạnh. Một cái hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong em bán 30.000 cho 35.000 cho một hộp nhé. Duy đỏ 60.000 cho một ống này. Duy xanh 50.000 cho một ống. Và Atomic là 10.000 cho một gói. Nó rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời luôn. Và cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại với giá là 20.000 cho một gói này. Rồi em có dưỡng chất AB. Dưỡng chất AB thì em có hai loại dưỡng chất AB của Ngọc Linh, là với giá là 85.000. Đúng rồi. 75.000 cho một cái hộp dưỡng chất AB của Ngọc Linh. Còn cái này là dưỡng chất DCAB, cũng là dưỡng chất AB ạ. Cái hộp này thì em bán với giá là 85.000. Rồi em vẫn có thêm vỏ thông với cả phân dê đồng giá 20.000 cho 1kg. Rêu rừng với giá là 50.000 cho 1kg. Và đặc biệt vẫn có cái sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của rừng Cao Bằng, với có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy với thể tích là 10ml nhé. Bán đồng giá là 40.000 cho một lọ. Cái hàng này thì nó có rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra tạo cái mùi hương dịu và tạo cảm giác an thần, thư giãn và an thần rất là tuyệt vời cho người sử dụng. Cái dòng tinh dầu hồi này thì nó là một cái nguyên liệu mà sản phẩm từ thiên nhiên. Riêng những cánh hoa hồi thì cô chú anh chị biết rằng người ta có thể sử dụng để mà làm gia vị, tạo cái vị ngọt cũng như là tạo cái hương vị cho món ăn. Thì cô chú anh chị biết là nó sẽ rất là lành tính đối với sức khỏe. Ngoài ra thì nó lại có nhiều những cái công dụng dược liệu rất là tuyệt vời luôn. Đó. Và cái sản phẩm này thì em đã bán rất là lâu rồi, và được rất nhiều những cô chú anh chị khi đã sử dụng thì rất là tin dùng luôn. Đã có nhiều cô chú anh chị sau khi mua thì có những cái bạn bè là nhờ mua giúp, nói chung là có những phản hồi rất tốt. Và ở đây thì em có những sản phẩm này thì em nguyên liệu hoàn toàn từ tiệm địa phương bên em nhé, và sản xuất tại địa phương luôn, nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như là giá thành ạ.
40.000 trong một lọ thôi. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em. Em xin phép dừng.